Mới đây, Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á đã phẫu thuật thành công nâng xương ức trình hình cho một thiếu niên 14 tuổi bị bẩm sinh lõng ngực thể nặng, xương ức lõm sâu, biến dạng hẹp thành ngực trước. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Văn Tiếp, khoa chấn thương trình hình nhi, Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á cho biết, kết quả chụp CT lồng ngực đo chỉ số HALO của bệnh nhân ở mức 3,9 so với bình thường là 2,5. Chỉ số HALO là tỷ lệ khoảng cách ngang lớn nhất của mặt khung sườn với khoảng cách ngắn nhất giữa xương ức và đốt sống nếu chỉ số này lớn hơn 3,25 được coi là lõm lồng ngực nặng. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh Hình cho biết, bệnh nhi đã được phẫu thuật bằng phương pháp nút. Đây là phương pháp ít xâm lấn với hai vết mổ rất nhỏ ở hai bên ngực. Một camera nhỏ được bác sĩ đặt vào lồng ngực bệnh nhân giúp quan sát rõ bên trong ngực. Sau đó bác sĩ đã nhanh chóng nâng ngực và đặt dưới xương ức để nâng xương ức lên giúp cho xương phát triển đúng cách. Sau khoảng 18 tháng đến 2 năm, khi xương ức đã ổn định, bác sĩ đã lấy thanh giam. Trong cuộc phẫu thuật, sau khi nâng xương ức trinh hình lông ngực, các chỉ số và điện tim của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Hậu phẫu, bệnh nhân đã được hướng dẫn tập thở bụng và tập vật lý trị liệu hô hấp. Hiện, dị dạng vùng ngực của người bệnh đang được khắc phục hoàn toàn, sức khỏe ổn định. Theo các bác sĩ cho biết, lõm ngực là một tình trạng bất thường của thanh ngực trước, biểu hiện bằng sự phát triển xương ức và xương sườn hướng ở bên trong gây lõm lồng ngực. Đây là loại dị dạng lồng ngực thường gặp, có thể gây chèn ép tim phổi, hạn chế vận động thể lực, trẻ có thể gây yếu và ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm sinh lý. Bệnh sẽ gây ra dị dạng, cong vẹo cuộc sống, suy dinh dưỡng ở mức độ nhẹ. Đây là một bệnh lý bẩm sinh, xuất hiện từ nhỏ, không rõ ràng, tiến triển theo thời gian và rõ vào độ tuổi dậy thì khi xương ức phát triển mạnh nhất. Bệnh có tính chất gia đình, anh em ruột hoặc bố con cũng có thể cùng mắc bệnh. Chia sẻ về căn bệnh này, bác sĩ nội chú Dương Xuân Phương, trường khoa phẫu thuật tim mạch lồng ngực, bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết. Lý lõm lồng ngực bẩm sinh. Vì là bẩm sinh cho nên là thông thường ấy thì bố mẹ của trẻ là người mà chăm sóc trẻ từ bé là người mà phát hiện ra cái tình trạng có lõm lồng ngực của trẻ đầu tiên với các cái đặc, đặc điểm của trẻ là à, có lõm lồng ngực à, ở phía trước có thể là lõm ở chính giữa hoặc là lõm lệch sang một bên bên phải hoặc bên trái và thông thường thì bố mẹ sẽ phát hiện ra trẻ à, có lõm động ngực từ lứa tuổi từ một tuổi trở lên bởi vì là khi đó thì cái xương bắt đầu phát triển còn à, khi mà trẻ đã được đưa đến các cơ sở y tế để khám thì các bác sĩ ngoài việc khám quan sát à, trên cái hình thể của trẻ là có lõm động ngực mà cái vị trí lõm như thế nào à, mức độ lõm ra sao và cái 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 dạng lõm ví dụ như là lõm đồng tâm hay lõm lệch tâm ngoài cái việc mà quan sát đó thì bác sĩ còn cho chỉ định làm thêm một số cái cận lâm sàng à vâng à, cái biến chứng hoặc là cái ảnh hưởng của lõm lồng ngực gây ra đối với trẻ thì người ta thấy rằng à có khoảng 10-15% các cái trẻ có lõm lồng ngực bẩm sinh thì cái tư thế đi của trẻ thường là đi gặp người về phía trước và có ảnh hưởng đến cái cái cuộc sống của trẻ người ta thấy là 10-15% là có kèm theo cái gù vẹo cuộc sống À, những cái ảnh hưởng quan trọng hơn đó là cái ảnh hưởng nó khi mà cái xương ức lồng ngực nó lõm lại thì nó đè ép vào tim vào phổi ở phía bên trong thì khi đó là trẻ trẻ sẽ bị à, về phổi thì sẽ hạn chế cái việc thở hạn chế hô hấp Và thường xuyên có cái viêm phổi à, về tim thì thông thường là trẻ nhịp tim sẽ nhanh nhanh hơn so với trẻ bình thường cùng độ tuổi và à, cái khi mà trẻ tham gia các hoạt động lực chạy nhảy nhiều thì trẻ rất là nhanh mệt và à, tức ngực mà hút áp lực ở đó. Theo y văn trên thế giới thì người ta khuyên rằng à, nên phẫu thuật cho trẻ ở trước tuổi dậy thì và cái lứa tuổi phù hợp nhất để phẫu thuật và an toàn nhất thì người ta khuyến cáo là từ 8 đến 14 tuổi. Theo các bác sĩ, lõm ngực bẩm sinh là bất thường phổ biến của thành ngực. Thành ngực bị lõm vào bên trong nên còn gọi là ngực phễu. Bệnh thường không gây ra triệu chứng đáng kể đối với người bệnh. Tuy nhiên, nếu bệnh gây ra các triệu chứng, bạn có thể cần phải phẫu thuật. Hiện nay, phẫu thuật để sửa chữa ngực lõm thường mang lại kết quả tốt. Tập thở và vận động thường xuyên, vừa sức là phương pháp điều trị được khuyến cáo nhằm quản lý tốt triệu chứng nếu như bạn không muốn phẫu thuật. Khoảng 95% các dị tật ngực bẩm sinh là do biến dạng ngực, trong đó ngực lõm là rất phổ biến. Bệnh lõm ngực bẩm sinh hay còn gọi là bệnh ngực phễu là tình trạng xương sườn xương ngực phát triển vào quá khiến cho ngực bị lõm ra dệt. Đây là một dị dạng bẩm sinh ngực phát hiện ở trẻ mới sinh ra, tuy nhiên thì được chú ý hơn ở tuổi thanh thiếu niên. Những dấu hiệu và triệu chứng của lõm ngực bẩm sinh bao gồm Dấu hiệu rõ nhất của bệnh đó là thành ngực bị lõm vào bên trong thay vì ngực phẳng hoặc phơi vùng da. Lõm ngực bẩm sinh ở trẻ em, các triệu chứng lõm ngực ở trẻ bao gồm bụng to và tròn, vai hơi tròn, xương sườn hơi dốc. Một số trẻ bị lõm ngực bẩm sinh có các bệnh lý thường tiềm ẩm khác đi kèm như vẹo cuộc sống. Hội chứng Marfan là một rối loạn di truyền mô liên kết gây gián đoạn phát triển của cơ quan. Hội chứng Poland là một dị tật bẩm sinh gây dị dạng ở thành ngực, phú và tay cùng bên. Bên cạnh đó, có thể có mắc hội chứng khác như loạn dưỡng cơ là bệnh lý di truyền gây yếu cơ lâu dần sẽ bị teo cơ. Bệnh xương thủy tinh, bệnh xương bất toàn, bệnh di truyền về xương hiếm gặp, cơ quan sẽ bị tổn thương do sợi collagen làm trong xương giòn và dễ gây hơn những người ở bình thường. Ngoài biến dạng về hình dáng của lồng ngực, bệnh có thể gây ra các triệu chứng khác do xương bị đè ép lên cơ quan bên trong lồng ngực như tim và phổi, gây ra rối loạn nhịp tim, khả năng vận động kém so với bạn cùng trang lứa, khó thở, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Nếu bạn bị lõm ngực bẩm sinh ở mức độ nặng, bạn có thể có những triệu chứng như khó thở và đau ngực. Khi bạn càng lớn tuổi, tình trạng lõm ngực sẽ ngày càng trở nên nặng hơn, dù rất số mọi người thường phải phẫu thuật để điều trị. Tác động của lõm ngực bẩm sinh đối với sức khỏe nếu bạn mắc lõm ngực bẩm sinh ở mức độ nhẹ bệnh sẽ gây ra tình trạng vai rủ xuống và hướng về phía trước khiến ảnh hưởng đến sự tự ti và hình ảnh của người bệnh sẽ dẫn tới những trầm cảm và tự ti về mặt hình thể những người mắc bệnh này thường sẽ tránh các môn thể thao khiến cho họ che giấu đi bệnh như bôi lội bệnh còn gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn trang phục và thể hiện bản thân cho mọi người xung quanh biến chứng có thể gặp khi bệnh lõm ngực bẩm sinh không được điều trị kịp thời các dị tật lõng ngực ở mức độ nhẹ thường không có triệu chứng do đó không có biến chứng tuy nhiên nếu biến dạng nghiêm trọng hơn có thể tác động mạnh tới chức năng tim và phổi biểu hiện qua đau ngực mệt mỏi khó thở khi gắng sức nhiễm trùng đường hô hấp tái phát hen phế quản hồi hộp đánh trống ngực tiếng thổi ở tim do hở van hai lá dối loạn nhịp tim và ngất các triệu chứng của bệnh là khác nhau tùy thuộc vào mức độ lõng ngực của mỗi người do đó khi có bất kỳ triệu chứng bất thường nào hãy đi khám bệnh ngay để được trần đoán và điều trị kịp thời thanh ngực bị biến dạng bất thường có những dấu hiệu hay triệu chứng ở tim mộc phổi như khó thở đau ngực rối loạn nhịp tim hồi hộp đánh trống ngực mệt mỏi không rõ nguyên nhân khả năng vận động kém hơn so với bạn cùng tuổi cho đến nay nguyên nhân gây ra bệnh vẫn chưa được xác định do đó đến khi các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên nhân cụ thể thì bạn không thể phòng ngừa được nó bởi vì đây là một bệnh lý bẩm sinh lõm ngực bẩm sinh là một biến dạng lồng ngực bẩm sinh do sự phát triển bất thường của một số xương sườn và xương ngực làm cho lồng ngực bị lõm xuống bệnh vừa gây chèn nếp tim phổi, gây ra đau ngực khi gắng sức, vừa ảnh hưởng đến thẩm mỹ khiến cho người bệnh mất đi sự tự tin. Nếu bạn mắc lõm ngực bẩm sinh ở mức độ nhẹ, bệnh sẽ gây ra tình trạng vai rủ xuống và hướng về phía trước, khiến ảnh hưởng đến sự tự ti và hình ảnh của người bệnh sẽ dẫn tới những trầm cảm và tự ti về mặt hình thể. Những người mắc bệnh này thường sẽ tránh các môn thể thao khiến cho họ chết giấu đi bệnh như bôi lội. Bệnh còn gây ảnh hưởng đến sự lựa chọn trang phục và thể hiện bản thân trước mọi người xung quanh.